Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Nguyễn Thị Lanh. Với gần 20 năm làm lĩnh vực tâm lý và tôi gắn bó với trẻ em, có những gia đình hai vợ chồng mất kết nối với nhau, người vợ đau khổ, và thậm chí là chị nói là có những thời điểm em đã đi nhặt lá đào ống bơ rồi đấy, chán đời vô cùng và không có giải pháp. Chồng thì nay người nọ mai người kia, các con thì càng lớn càng trở nên bướng bỉnh, thế còn chồng càng ngày càng khinh rẻ mình, mỗi một tháng chỉ cho mình lần này tiền lần kia tiền thôi, mặc dù anh ấy có rất nhiều tiền. Và khi em bắt gặp được trí tuệ này thì em biết em đã sống quá rẻ, em không có giá trị của mình, nên em bắt đầu học kiến thức, em bắt đầu đọc sách, em bắt đầu thay đổi lời nói của mình, em bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, em bắt đầu thay đổi cách hành xử của mình. Và cứ như vậy em trưởng thành hơn mỗi ngày. Và khi em trưởng thành hơn mỗi ngày và em cũng chăm sóc bản thân mình hơn mỗi ngày thì chồng em bắt đầu nhận ra, ồ, vợ mình đang thay đổi, vợ mình đang tốt hơn. Ngày xưa anh ấy không bao giờ anh giao tài khoản cho em, ngày xưa anh không bao giờ anh ấy giao cái việc này việc kia việc quan trọng cho em hết, lúc nào cũng khinh rẻ. Nhưng mà đến khi em là người mà em hầu hết em đòi tiền được từ các đại lý, mà không phải đòi tiền theo cách ngày xưa. Ngày xưa chỉ có bốc máy lên là chuyển khoản cho chị đi hay là đòi tiền thôi. Nhưng mà bây giờ không, em cực kỳ thả lỏng, em quan tâm đến các đại lý của em. Hơn 60 đại lý trên toàn đất nước Việt Nam. Hỏi là thế dạo này vợ thế nào, con thế nào, hòa hợp được chưa, con ngoan hơn chưa, thế có làm theo lời chị bảo không. Đấy, cứ làm như thế thì kiểu gì con cũng ngoan, hôm nay khen con chưa. Cứ quan tâm đến gia đình của các bạn ấy. Và rồi đâu có phải đòi tiền đâu, các bạn ấy tự cứ chuyển khoản thôi. Và rồi chồng em nói là ô sao dạo này vợ giỏi thế. Và rồi dần dần ghi nhận vợ, dần dần mới thấy được giá trị của vợ. Và dần dần chị bắt đầu chọn một cuộc sống đắt giá, chọn một cuộc sống đầy giá trị, và kiến tạo mối quan hệ hòa hợp giữa hai vợ chồng. Kiến tạo, khi mà một người mẹ tuyệt vời thì sẽ có những đứa con tuyệt vời, và kiến tạo gia đình hạnh phúc và tuyệt vời. Và khi chị bắt đầu tham gia cái hành trình học tập, thế thì chúng ta bị mặc định là gì? Học chỉ có ở trường học thôi. Học cấp 1, cấp 2, cấp 3, học đại học, học thạc sĩ xong là hết, học cái gì nữa. Nhưng chúng ta không biết rằng trường đời là một trường học dạy trưởng thành, và có rất nhiều trí tuệ chúng ta phải tự học ở trong cuộc đời này. Và có rất nhiều khóa học để mà bổ sung kiến thức cho chúng ta, bổ sung kỹ năng, bổ sung thái độ cho mình. Nên là có rất nhiều người tư duy học cái gì, học cái gì, già rồi học cái gì, lớn rồi học cái gì, đấy, có chồng còn đi học. Anh ấy cũng như vậy. Khi chị bắt đầu tham gia hành trình học, anh ấy học cái gì? Học vớ, học vẩn. Đến bây giờ tuổi này còn học cái gì nữa? Không ở nhà chăm chồng, chăm con đi còn học cái gì? Nhưng chị nhìn thấy con đường sáng trong hành trình này, và vì vậy chị quyết tâm học. Và có những hôm chị trốn đi học, chồng đi theo. Và chị bảo hôm nay không dám vào lớp bởi vì chồng đi theo. Sau đó thì rẽ vào quán cà phê và hai vợ chồng ngồi uống cà phê. Thời điểm đầu là cả một cái hành trình như vậy. Nhưng sau này chồng nói với tôi rằng biết ơn cô Lanh vô cùng đã cho em người vợ mới. Không phải ngày một ngày hai người chồng đó nhận ra, mà là cả một cái hành trình chị thay đổi. Và dần dần người chồng nhận ra cái điều đấy. Và khi chị đi leo Phan Xi Păng, anh chồng muốn lên tận cả Phan để đón. Tự hào về vợ quá, ngưỡng mộ vợ quá. Và đúng là vợ trở thành một phiên bản khác, một con người tuyệt vời. Và bây giờ anh ấy có thể yên tâm để mà giao công việc cho vợ, và con cái là yên tâm để mà vợ với trí tuệ này có thể dẫn dắt được con của mình. Có một câu chuyện mà tôi thật sự mỗi một khi mà tôi nhắc đến chị ấy thì tôi phải ngưỡng mộ người phụ nữ này. Đấy là chị Quỳnh ở trong Nghệ An. Chị có một nỗi đau là mất chồng mất con khi mà đi tắm biển ở Sầm Sơn. Đấy là một nỗi đau quá lớn. Và sau biến cố đấy, chị hận biển, chị căm biển, chị ghét biển. Và chị cũng hận luôn cái cuộc đời này, sao mà cho chị đau khổ như vậy. Chị không còn thiết sống trong cuộc đời này nữa. Chị sống trong u uất và khổ sở.
Và rồi đến năm 2014, chị đi thụ tinh nhân tạo được một cậu con trai. Nhưng chính chị đã gieo cho con cái nỗi buồn, nỗi uất vào trong cậu bé khôn ngô tuấn tú đó, để cho cậu bé khi tôi gặp là 8 tuổi không có nụ cười, đôi mắt thì chịu xuống, bởi vì ôm trọn cái nỗi buồn của mẹ từ bé cho đến 8 tuổi. Và chị nói rằng bao nhiêu năm em trút xác lên con, bao nhiêu năm em trút nỗi buồn lên con, để mà con em nó không phải là con em nữa, để rồi con em nó không có tiếng cười, để rồi con em nó không như một đứa trẻ, nó cũng buồn, nó cũng uất cả. Cho đến khi học cô thì em hiểu chính cái nỗi buồn đó của em, chính cái cách mà em không thoát được ra đó đã đang hủy hoại cuộc đời của con trai em cũng như là cuộc đời của em. Và sau năm chương trình cô chữa lành cho chị thì chị mới viết một bức thư. Chị nói rằng qua 5 ngày ở Quy Nhơn vào mấy cô, và rồi em bắt đầu kiểm tra lại trong em. Ngày thứ nhất chị bắt đầu đi được trên bờ biển. Ngày thứ hai chị bắt đầu đi xuống dưới rề biển. Và ngày thứ ba chị lội được nước. Và ngày thứ tư chị tắm được biển. Có nghĩa là chị đã tốt nghiệp cái nỗi đau đó, chị đã tốt nghiệp cái trải nghiệm đó, và chị đã lấy lại được cái con người lạc quan của mình, cái con người tích cực của mình, và để rồi gieo rắc vào cậu con trai 8 tuổi đó niềm vui, một cái niềm sống để cậu thật sự được sống trong cái cuộc đời này. Nếu như không có những liệu pháp chữa lành này thì làm sao người phụ nữ đó có thể lại sống dậy một lần nữa. Và chị 58 tuổi chị gặp tôi, và trên cái hành trình leo Phan Xê Băng, tôi nói là tôi ngưỡng mộ chị vô cùng. Bây giờ cái năng lượng của chị như một đứa trẻ, rất là hồn nhiên, rất là đáng yêu. Và tôi mới nói chị là chị xứng đáng có một tình yêu mới đấy. Chị bảo được không cô, em 58 tuổi rồi. Tôi bảo được, bởi vì cái tâm hồn chị trẻ lắm, rất là trẻ, và con người thì rất đáng yêu. Nên chị nói rằng cô đã cứu em một lần nữa trong cuộc đời này.